Xin chào mọi người và đặc biệt là các anh các chị tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Đây là video clip em sẽ chia sẻ với các anh các chị về vận hạn của 6 tháng còn lại của năm Canh Tý năm 2020. Một cái năm mà nữ mạng với cái sao Thái Bạch là một cái sao chủ, cho nên tài lộc khá là suy hao. Mình cũng nhận khá là nhiều cái yêu cầu làm về cái tử vi cũng như vận hạn của cái tuổi này. Thật sự mà nói, đối với mình đây là một cái điều mà bất ngờ, vì bản thân của người Mậu Thân thì cực kỳ là đa nghi, rất ít tin tưởng mà một cái người nào đó hoặc là tin tưởng về tử vi phong thủy, nhưng nhận được nhiều người lời đề nghị, chứng tỏ là các anh các chị có cái sự tin tưởng ở bản thân em. Một cái người nhỏ hơn các anh các chị thì điều đó là một cái điều rất là vui, rất là thích lệ đối với riêng cá nhân em. Thì thôi thì bây giờ em sẽ, vì cái sự ủng hộ nhiệt tình của các anh các chị đó, em sẽ cố gắng mà làm tốt nhất và chia sẻ những điều coi như là tâm huyết ở trong cái tuổi của các anh các chị, để các anh các chị có thể ứng dụng vào cái cuộc sống, ứng dụng vào cái vận hạn của mình để mà có được cái sự thành công nhất định, hoặc là tránh đi bớt cái xui rủi cho cái người mà Mậu Thân nữ mạng ở trong năm nay. Rồi, em sẽ nhắc lại cái tử vi của cả năm trước, sau đó mới vận vào 6 tháng cuối năm. Hình như thì em nhiều làm nhiều quá, em cũng không nhớ là đầu năm em có làm cho Mậu Thân hay không. Thôi thì bây giờ cứ nhắc lại đi thì mình mới tính vào nó dễ hơn. Thì các anh các chị thì chắc cũng đã quan tâm về tử vi nhiều thì cũng biết mình là một người mệnh thổ. Gặp một năm Canh Tý năm 2020 thì năm thổ luôn, cho nên mình gọi là bổn mạng được tương trợ. Tốt, chủ về một năm có ít sự khó khăn trong bổn mạng và sức khỏe của mình. Nam mạng thì năm Canh Tý có sao chủ là Thái Âm, một trong những cái sao mà mọi người có thể nói rằng nó là thuộc, còn có một cái tên gọi nôm na vui vẻ khác, đó là một cái tài tinh, rất là tốt đẹp cho cái người có cái sao chủ chiếu mạng này. Tài tinh sẽ xuất hiện vào những cái tháng thuận thôi, còn những cái tháng nghịch thì mình không nói nha. Tuy nhiên nữ mạng thì có một cái sao không tốt đẹp, đó là sao Thái Bạch, một cái hao tinh, chính xác là hao tinh hành kim. Người thì mệnh thổ rồi mà bị một cái hao tinh là lại hành kim nữa, là bị sinh xuất ra nó nữa, cho nên là khá là suy hao. Tuy nhiên là do là cái bổn mệnh của cái người mà Mậu Thân đó là thổ sinh kim, tức là có cái sự tương sinh với nhau, cho nên nó là cái người này không bị, tức là suy hao thì chắc chắn là phải có, nhưng mà không bị ở cái đầu vô, tức là cái sao này nó vẫn hao tốn, làm được nhưng mà không giữ được, nhiều hơn là không làm được gì cả, giống như là cái sao kế đô. Rồi hạn thì nam mạng thì là hạn Diêm Vương, cẩn thận với cái bệnh ở trong máu của mình. Nữ mạng thì hạn Thiên Lan. Thật sự mà nói thì các chị cũng khá là thuộc dạng là một trong những cái tuổi thông minh lém lỉnh, cho nên là vào một cái năm như thế này thì các chị cũng cảm thấy là lo lắng bất an, thì thấy mình cứ ăn cái năm nay làm cái gì nó cũng không ra, làm cái gì cũng suy hao tài chính hết, thì cũng lo lắng. Rồi Thiên Can á, thì là một Thiên Can ngon lành, đó là Mậu và Canh thì không xung không hợp, là không có vấn đề gì về công việc, nếu là công việc cũ đừng có mở cái gì mới thôi đó, đặc biệt là các anh đó là sẽ có tài lộc nhiều hơn. Rồi vận niên thì là vận niên Hậu Thực Quả, tức là thủy ăn trái cây, thủy về vườn, tốt đẹp, có thể nói đây là một năm thu hoạch đối với nam nhiều hơn là nữ. Nữ thu hoạch 10 nhưng mà đem về nhà có một thôi ha. Rồi địa chi thì tuổi Thân gặp năm Tý là Thân Tý Thìn tam hợp. Tam hợp của địa chi thì rất tốt cho cái gia đạo tình cảm. Đối với nam mạng thì rất dễ có thêm thêm dâu thêm rể, hoặc là có con có cháu thêm cháu. Đối với nữ mạng thì nếu như các chị này là do quá thông minh cho nên là thường là có thường người đàn ông và hay tiễn mấy ông đi nếu mấy ông vô dụng, cho nên là có thể nói là năm nay là một năm rất tốt đối với cái chuyện mà về tình cảm đối với nữ mạng.
tuy suy hao tài chính nhưng mà cũng vẫn có cái điều tốt đẹp, chứ không phải là cái gì nó cũng có sự cân bằng, cái gì cũng xấu hết thì là sao mà xấu, đúng không? Rồi đó là những cái gì Tử Vi nhìn vào bên ngoài của cái năm Canh Tí năm 2020 đối với tuổi nam là lương mạng của các anh các chị. Tuy nhiên đó là các anh nghe dù là có cái sao thái âm tốt rồi năm thì không có vấn đề, chỉ có bị cái bị cái hạn nhẹ. Tuy nhiên từ đầu năm tới giờ tài lộc của các anh thì không lớn, lý do là thiên vận của năm nó quá xấu, nó giật xuống. Cho nên là nếu như các anh theo em ấy thì xem quan sát thì bắt đầu vào tháng 8 của năm nay trở đi thì mọi điều sẽ tốt đẹp hơn, vượt qua cái tháng Giáp Thìn, cái tháng tuổi của mình cũng như là cái tháng cô hồn xong thì mọi chuyện nó hanh thông hơn. Tháng này đối với tuổi của các anh cũng đã là hanh thông vì chữ mậu của tháng hợp chữ quý, thân với mùi thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Tuy nhiên là tháng này thì cẩn thận bổ mạng sức khỏe giùm em, vì tháng này là tháng mộc, các anh là người mệnh thổ ha. Rồi tiếp tục là tháng 7 âm lịch của năm Canh Tí năm 2020. Cũng như viên những cái video trước em đã nói thì tháng 7 âm lịch của năm nay là một tháng thủy, tháng Giáp Thân. Như vậy thì xét về thuộc mạng là thổ của bổ mạng mình khắc thủy, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe bổ mạng cẩn trọng, đề phòng những cái bệnh và tai nạn nhẹ ha. Cả nam lẫn nữ cũng vậy, nhưng mà nữ mạng thì khó khăn hơn nam mạng, tại vì mình rõ ràng ha, năm nay nam mạng có cái sao chủ là một phúc tinh, còn nữ mạng có một cái sao chủ là hao tinh thì cẩn thận thì nó vẫn tốt hơn. Rồi kim can chữ giáp của Giáp Thân nó khắc chữ mậu, tháng khắc kim can, công việc cẩn thận nhiều khó khăn, đề phòng dễ lâm vào bế tắc, đặc biệt là dễ đáo tụng đình, dễ bị kiện thương đối với nữ mạng với sao thái bạch bị suy hao. Rồi tháng thì là tháng thân, mình là tuổi thân, năm sinh tháng tuổi chắc chắn rằng chuyện gia đạo sẽ có những cái việc buồn phiền không vui, cẩn thận lời ăn tiếng nói đối với cái người mậu thân. Đây là một cái tháng có thể nói là xấu nhất đối với người mậu thân ở trong cái tử vi cái vận hạn của năm Canh Tí năm 2020. Qua cái tháng này giống như là mình chuyển được cái vận thế, lật ngược lại cái vận thế, mọi điều nó sẽ rất là hanh thông. Rồi đó là tháng 7, tháng cô hồn của năm Canh Tí năm 2020. Hy vọng rằng nó là cô hồn thật nhưng mà sẽ không ảnh hưởng gì đến với người mẫu thân nữ mạng, còn mẫu thân nam mạng thì có thể là tốt rồi. Tiếp tục là tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tháng Ất Dậu, mà tháng Ất Dậu tiếp tục là một tháng thủy. Như vậy xét về trụ mạng thì cũng giống như tháng 7 với thổ khắc thủy, bổn mạng khắc tháng, bổn mạng là sức khỏe suy hao, cẩn trọng những cái bệnh nạn và tai nạn nhẹ. Kim can thì Ất Mậu không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Như vậy thì cái trụ về thiên can đã đạt hơn tháng 7 rất nhiều ha. Không có tương khắc, không có bị xấu nữa. Nhưng mà tháng 7 xấu như vậy và tháng 8 thì hy vọng là nó đỡ hơn và mình giải quyết được những cái rắc rối của tháng 7 thôi, chứ cũng đừng mong cầu là quá lớn gì cả. Nó không phải là thiên can thuộc ngũ hợp hay là thiên can được tương sinh. Rồi địa chi thì thân dậu tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, tốt hơn cái tháng tuổi rồi. Tháng dậu, hai cái cả thân lẫn dậu thì đều là thuộc kim, như vậy là tốt, ok, không vấn đề. Tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Canh Tí năm 2020. Tháng 9 âm lịch là tháng Bính Tuất. Tháng Bính Tuất là một tháng thổ, tháng thổ của năm thổ mình, mạng thổ luôn, là tương trợ lẫn nhau, đồng hành, sức khỏe bổn mạng không vấn đề, tốt đẹp. Thiên can mậu bính là không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm của bính là hỏa, nạp âm của mậu là thổ. Như vậy là bính sinh ra mậu, hỏa sinh thổ. Như vậy thì nạp âm ngũ hành được tương sinh về, của thiên can được tương sinh thì là tốt đẹp về tài lộc, nhưng không quá lớn đâu, đừng có mong cầu quá nha. Địa chi thân túc thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Như vậy gia đạo tình cảm cũng tiếp tục cũng giống như tháng 8, tốt đẹp, không vấn đề, không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Rồi tiếp tục là tháng 10 âm lịch của năm Canh Tí năm 2020, mà tháng 10 năm nay là tháng Đinh Hợi. Tháng Đinh Hợi thì chắc chắn là thổ. Như vậy
Xét về trụ mạng thì tháng thổ, năm thổ, người mệnh thổ và bổn mạng đồng mạng, bổn mạng sức khỏe tốt, không phải suy nghĩ gì cả. Khi bổn mạng và sức khỏe tốt thì sao? Thì phúc tinh và tài tinh nó được hưởng lợi, nó phát huy tác dụng. Hy vọng rằng với cái bổn mạng đồng mạng như vậy, phúc tinh, tài tinh sẽ mạnh lên và đẩy lùi bớt cái sự khó khăn đối với cái người có sao thái bạch của các chị ha. Thiên can đinh mậu không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cũng giống như là tháng 9, bính đinh thì thuộc hỏa, mậu là thuộc thổ, nạp âm ngũ hành nó như thế thì là nạp âm ngũ hành của thiên can là tự sinh, vẫn tiếp tục là một tháng có tài lộc nhưng không quá lớn ha. Rồi địa chi thì rõ ràng không tốt đẹp, bởi vì dần thân tị hợi dần thân hợi thì người ta nói đây là nhóm tương hại. Tương hại ở đây được hiểu là sự cản trở nhau ở trong cuộc sống, cho nên là gia đạo tình cảm dễ gặp chuyện buồn phiền âu lo, đặc biệt với nữ mạng với sao thái bạch thì dễ có tiếng thị phi sinh xuất không vui với người thân. Rồi đó là tháng 10, tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020, mà tháng 11 là tháng Tý của năm Tý. Tháng Tý này là tháng Mậu Tý, mà Mậu Tý thì là thuộc hỏa. Như vậy xét về trụ mệnh là hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh, bổn mạng tốt, phúc tinh và tài tinh được phát huy hết cái khả năng của mình. Hy vọng là phúc tinh nó phải nhiều lên thì sao thái bạch của nữ lùi xuống cái tác dụng, nam thì tương trợ thêm cái sao thái âm, cho nên có tài lộc. Em cũng nghĩ là tháng này sẽ có tài lộc, mà thậm chí là tài lộc lớn. Vì sao? Vì chữ mậu của Mậu Tý và chữ mậu của Mậu Thân là đồng hàng. Người ta nói thiên can mà đồng hàng thì công việc thanh thông, tài lộc dễ sinh. Rồi tốt hơn nữa thì là sao? Vì địa chi là năm Tý, tháng Tý, mình tuổi Thân, đây là cái nhóm tam hợp Thân Tý Thìn, rất tốt cho cái chuyện gia đạo tình cảm an vui, mà thậm chí là còn gặp được quý nhân giúp đỡ. Cho nên là em nghĩ rằng tháng này với bổn mạng được tương sinh, thiên can thì đồng hàng, địa chi thì tam hợp, chắc chắn đây là tháng tốt nhất của người Mậu Thân ở trong cái năm Canh Tý năm 2020, cho nên tài lộc chắc chắn có, đặc biệt là với nam mạng nha. Rồi tiếp tục là tháng cuối cùng của năm Canh Tý năm 2020, tháng Chạp. Mà tháng Chạp năm nay là tháng Kỷ Sửu, tháng Kỷ Sửu tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy thì bổn mạng và sức khỏe là hỏa sinh thổ, bổn mạng và sức khỏe không phải vấn đề gì mà các anh các chị phải lo lắng. Thiên can Mậu Kỷ không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, nạp âm của Mậu và Kỷ là đều là thổ, cho nên có thể nói là nạp âm tương trợ nhau tốt, hưởng cái tốt của cái nạp âm đồng hàng ở tháng 11 và tháng 12. Tháng 12 cũng hy vọng là sẽ có tài lộc. Địa chi Thân Sửu thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không xung khắc nhau, không đạt bằng tháng 11. Tuy nhiên tháng 12 cũng không phải là một tháng xấu, cho nên có thể nói mình đang trên đà và đang trên đỉnh thì chắc không cái gì mà nó quay xuống liền đâu, nó cũng phải tà tà trước. Cho nên theo mình nghĩ, theo em nghĩ thì tháng 12, tháng Chạp của năm Canh Tý năm 2020 cũng là một tháng khá là tốt đẹp đối với tuổi của các chị. Như vậy thì em đã tổng hợp lại được cái vận hạn 6 tháng cuối năm Canh Tý năm 2020 đối với tuổi của các anh các chị. Ngoài những cái tốt đẹp của tháng 11 và tháng 12 thì cũng có vài cái khó khăn, đặc biệt là trong tháng 7 âm lịch. Các anh các chị nhớ phải cẩn thận cho mình một chút xíu, đặc biệt là các chị với sao thái bạch dễ suy hao về tài lộc. Năm nay tốt nhất thì đừng có cho ai mượn tiền. Giống dĩ là người tuổi Thân mà đã là khôn rồi, cái cách mượn tiền cho vay thì nó rất là ổn, nhưng mà năm nay tốt nhất là nên thủ thế nhiều hơn là cho người khác vay, thì cho vay khó đòi lắm nha. Rồi nếu như mọi người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 xem những video này thấy là hợp lý, thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi cũng như Tử Vi cuộc sống và phong thủy và cuộc sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của các anh chị, con cái hoặc là bạn bè của mình. Rất vui và hẹn gặp lại các anh các chị vào những cái video sau. Bye bye.